Rồi, rồi chào anh ha. Rồi em nghe anh nói là hôm nay anh muốn chia sẻ về cái câu chuyện anh biết được một cái thông tin của một bộ của người lính nào đó hả anh hả? Chạy. Hiện tại bây giờ em có thông tin là cái chủ lệnh Việt Nam Cộng Hòa đó là giờ vào ngày 26 tháng 4 năm 1975, là lúc đó là chủ chạy trốn Việt Cộng á, là chủ bị bắn chết. Bên bên là có một người người đó là cũng là người quen của em, là cũng là giờ người ta lớn tuổi rồi, lúc đó người ta chôn rồi, người ta hàng năm người ta vẫn làm kỳ, người ta vẫn làm cũng cũng nhỏ cho người lớn đó. Rồi vậy cho tôi vị hỏi là cái địa chỉ hiện tại của bạn đang ở là ở đâu? Mộ của người đó là ở thôn 5, xã Vân Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phú Vang. Rồi Ở xã Vân Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rồi vậy thì trên cái thông tin của cái bia mộ đó thì là tên tuổi của chú và ghi chép như thế nào? Chủ là tên là Hồ Văn Hồ Văn Cư. và cha là Hồ Văn Bền. Cha là Hồ Văn Bền. Cho tôi bị hỏi là chú cư đó sinh năm mấy đó, mình có ghi chép được không? Chủ cứ đó cùng mình cũng rõ, chỉ có biết là thông tin là hiện tại giờ là em biết thông tin là chủ là mất ngày 26 tháng 4 năm 1975, và cha là Hồ Văn Cư, mẹ là Lê Thị Bền, ở Định Tường, Phước Long. Mẹ là Hồ Thị Bền hả? Cha là Hồ Văn Bền, mẹ là Lê Thị Bé. Hồ Văn Bền. Mẹ là Lê Thị Bé. Rồi có biết là quê quán ở đâu không? Ở Định Tường, Phước Long. Bình Định Tường, Phước Long hả? Phước Long chắc là Bình Phước quá hả? Cái đó em cũng không rõ. Chắc là phải phải nhờ cộng đồng hoặc là tra trên Google. Rồi ngoài ra nữa thì có số quân hoặc này kia của chú không? Khi mà chủ mất á, là chủ có cái thẻ của lính á. Là chắc giờ cũng 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 còn anh tụ vị nè. Tức là ý là còn giấy mổ hả? Vì cái người mà trốn á, người mà trốn chủ á, là giờ người ta cũng đã già rồi, mà thông tin á, thì cũng có ghi trên bia mộ á, là chủ Hồ Văn Cư, cha là Hồ Văn Bền, mẹ Lê Thị Bé, quê quán Định Tường, Phước Long, là ghi như vậy, thông tin là ghi như vậy. Rồi vậy là có nghĩa là cái ngôi mộ đó thì hiện tại vẫn đang còn hiện diện ở địa phương mà anh vừa trao đổi. Rồi ok, thì Tuấn Vĩ đã ghi nhận được cái thông tin, thì cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin này. Nãy giờ chưa biết tên của bạn. Em là Đỗ Thanh Trung. Trung chắc Trung còn ít tuổi hơn Vĩ ha. Em sinh năm 1988, anh Vĩ. Đúng đúng rồi, thưa anh thứ 10 tuổi lắm. Vô tình gặp anh Vĩ rồi là em cũng rất là bất ngờ đó. Cảm ơn em đã chia sẻ nha, rồi anh sẽ cập nhật thông tin theo như cái nguyện vọng của em, rồi để gia đình có nghe được thì gia đình sẽ biết được cái nơi mà chú mất để đưa chú cư về. Rồi cảm ơn anh Tuấn Vy. Ok em nha, chúc em sức khỏe Rồi chúc anh Tuấn Vy sức khỏe nhé. nhé. Rồi chào em ha. Ok chào em. Rồi, dạ thưa cô, là hôm nay cô muốn báo cho con về một cái ngôi mộ mà cô biết tên là của một người bị sốt rét chết năm xưa mà chưa có thân nhân nhận đó cô ha. Đúng rồi.
Rồi vậy thưa cô có biết tên của người đó như thế nào? Cô cho con biết cái tên của ngôi mộ đó. À, người đó là hồi xưa là chồng của tôi. Dạ. À, tôi là tên Nguyễn Thị Bị, ở ấp 9 Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai. Dạ. Rồi còn cái ngôi mộ đó chủ cái ngôi mộ đó là ngôi mộ của ai? Ngôi mộ đó là tên là Điền Trung Nam, Điền Trung mà Nam sinh năm mấy? sinh 1953. Dạ. Rồi quê quán ở đâu? À, quê ngoại ảnh ở Quy Nhơn, còn còn mẹ ảnh dẫn vô Nha Trang sống trước năm 72. À. Dạ, nhưng mà theo em nghĩ vậy là ông xã của chị, vậy là đôi bên đã có con với nhau chưa? Có hai đứa con mà nó bị chết hết rồi chú ơi, tại vì một đứa té nước, còn một đứa thì bị sốt, À thì nếu ví bị ở trong dụ rừng á. mà gọi là chồng của chị thì bây giờ chồng của cô thì bây giờ cô vẫn có thể thắp nhang thờ cúng chú bình thường mà. À, tôi thờ cúng bình thường, nhưng mà vừa rồi là tôi đem hết dòng họ tôi ra chùa gửi, và cả ảnh luôn, cả dòng họ gia đình tôi đem gửi về chùa cho tu á chú. Dạ. Nhưng mà ảnh là đạo Công giáo. Dạ. À chú, à chú có cần tôi nói tên cha mẹ ổng không? Dạ có. À, cha của ảnh tên là Phan Văn Hồng nhưng mà đã chết rồi. Dạ. Rồi. Mẹ ảnh á là tên là Điền Thị Nuôi, là Điền Thị Nuôi. Dạ. À, rồi xa, ngày xưa đó là ba ảnh đặt tên ảnh là Phan Văn Hồng, là ảnh là Phan Văn Hùng, đứa em trai là Phan Văn Dũng. Nhưng mà khi cha chết là mẹ sửa lại là Điền Trung Nam, là đứa em là Điền Trung Sơn. À. Rồi rồi có mẹ lấy chồng sau tên là Ông Giáo, là đẻ mấy đứa em nữa, có đứa gái tên Hoa, còn mấy đứa kia ảnh nói tôi quên rồi. Tất cả đều ở Nha Trang, còn ảnh đi theo bà dì Năm tên là Điền Thị Năm ở Gia Định, Sài Gòn. Bây giờ bà đi Mỹ luôn rồi. Dạ. Ừ. Bà dì không có con, bà ở Gia Định, Sài Gòn, là ảnh đi theo ở, là cũng như là ở với ông già sau này, ông Quýnh là đi theo bà dì không. Rồi, Dạ. rồi năm 75 á, là ảnh đi Thủ Đức ảnh chơi, rồi bà dì đi Mỹ. Ảnh không có đi theo cùng dì được, rồi ảnh đi theo thanh niên xung phong. Ảnh lên rừng đây anh gặp tôi, rồi ảnh làm trong đó, nói thẳng ra ông cũng uy tín, người ta cũng cho ông làm chức vụ tiểu đội trưởng gì đó. Rồi cho nên năm 76 bà dì điện về thì ảnh không có dám liên hệ, sợ mất chức. Rồi lúc đó khó lắm đó chú Vĩ. À, từ lâu nay tôi mơ ước được muốn trò chuyện với chú, mà có đứa em bên Mỹ tôi không biết, nó cho số tôi đây là em bên Mỹ, là em ở hàng xóm. Rồi nó dạy tôi mà tôi không biết, bây giờ nhờ đứa con trai nó giúp giùm đây chứ tôi không biết gì hết rồi chú ơi. Dạ, giờ Vậy tôi rồi. mừng còn hơn ai cho tôi mà một chỉ vàng nữa. Dạ, vậy thì Dạ. cái cớ sự mà chú mất là lý do sao mà chú mất ạ? Sốt rét chú Tuấn Vĩ. Dạ. Tại tôi ở Thanh Tùng ngày xưa là giờ ấp 9 sốt nặng lắm. Rồi có cái À. ông đó, ông làm nha khoa, ông lại ông chích cho 2 mũi thuốc cái giật chết luôn. À. Chết, nhưng mà bà già tôi á, người ta chờ bà già tôi làm đơn thưa cái ông đó, nhưng mà bà già tôi nói người ta cũng muốn cứu mà tại xui thôi, bà già tôi Dạ, cũng bỏ qua. xui mà người ta đâu có cố tình đâu. À, rồi bà già tôi giờ cũng mới mất nay được năm rồi. Bà già tôi thương chồng tôi lắm, nói thẳng gia đình tôi ai cũng thương ổng hết. Nhưng mà nó khổ nổi nè chú, cái hồi mà ổng thanh niên á, ổng ở đâu ổng chụp hình đâu tôi không biết, đến khi về lấy tôi á thì đi xuống dưới có cái thằng kia vô nó chụp hình mang gùi đồ giả dân tộc, hai đứa chụp chụp sao nó chụp giả sao không biết, nó lấy tiền rồi nó đi luôn, nó không có đem hình lại chú. Dạ, tôi ở với ông hai đứa gái, mà giờ con gái tôi có hình mà lâu quá rồi, giờ cũng phai màu mất hết trơn rồi Thôi thì hai bây đứa. giờ thế này, bây giờ thế này, cô có cái nguyện vọng như vậy đó thì con cũng chuyển tải dùm cho cô. Nhưng mà dù sao đó thì chú ở đó cũng có cô rồi, cũng 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 đỡ phần nào, thì kiếm được cội nguồn cho chú thì cũng càng tốt, bởi vì để cho gia đình biết được là mất tích trong cái tình trạng là mất vì sốt rét như vậy đó, rồi mất thì để gia đình đôi khi cũng không biết lý do mất ra làm sao. Rồi còn Dạ. nếu có ai lên tiếng thì cái bước tiếp theo như thế nào đó thì con cho đôi bên liên hệ với nhau.
Dạ, Dạ với dạ. vậy nữa chú, nếu có ai mà muốn tìm hiểu ổng á, ổng á cái bá chợ ổng á có bớt một bệ bớt son nữa, cũng như ai mà Dạ. muốn thắc mắc đó chú. Dạ. Dạ. Thật ra thì có tên của cha mẹ và có tên những người em thì không có lộn được đâu cô. Dạ. 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 Mà vì ổng ở gì ổng mà vì ổng đi Mỹ rồi mà mẹ ổng hiện không biết giờ, còn hồi xưa thì ổng nói là mẹ ổng nhà gần gần sư tử bằng đá, mà cổng chào sư tử bằng đá mà tôi có ra tìm rồi thì người ta nói là đường gần biển á chú, người ta nói là người xưa đã đi hết rồi cho nên tôi đi về. Dạ. Rồi Dạ thì cũng hy đúng vọng rồi. là liên hệ được với chú Dũng rồi cô Hoa này kia, là em có em của chú Nam. À chú ơi, cái em của Dạ. ổng là tên Dũng, là giờ là Điền Trung Sơn nha chú, À. Dạ, đặt tại lại vì tên là mẹ Điền đổi Trung lại Sơn. Điền Trung Nam, Điền Trung Sơn á. Dạ. Rồi. Ổng có bạn bè ở Thủ Đức nhiều lắm á chú ơi, Dạ. Rồi mà vậy. tôi ở nhà quê tôi Dạ. dốt, trời chú ơi tôi mơ ước được, tôi có lên cuộc chia ly lâu lắm mà cả 10 năm nay rồi mà người ta cứ hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại hoài, người ta cứ hỏi hoài cái thâu tôi bỏ luôn, mà tôi không thấy hỏi hoài, có nói nhiêu đó cũng hỏi hoài rồi thâu tôi nín luôn. Dạ. Với người ta hỏi tôi chứ chết rồi mà tìm kiếm làm gì, nhưng mà cái ý của tôi là muốn cho gia đình người ta để tìm hài cốt thôi, chứ ngoài ra tôi không có ý gì hết à chú ơi. Dạ. Dạ. Với giờ chú tính vậy ơi, giờ tôi nghèo quá, giờ tôi cũng không có tiền hậu tạ nữa, nếu kiếm được chắc tôi nhờ bên đó người ta hậu tạ, chứ giờ tôi khổ quá chú. Dạ không sao đâu Chú cô, à, việc này thì làm phước nha dạ việc này làm phước thôi, dạ không có gì đâu cô. chú ơi. Dạ Thì tôi ở trong rừng nha chú, khổ lắm. cá nhân con thì có bao giờ con đề cập đến cái vấn đề mà tiền bạc này cái gì đâu cho con, còn những cái trường hợp mà tìm người thân đó thì cái lý do hậu tạ là để cho ai biết được thì người ta tích cực trong cái việc báo tin, còn còn cái này thì cũng hy vọng là gia đình nghe được thì tất cả chúng ta đều chung tay thôi chứ không có gì đâu cô, không bắt buộc cái điều đó. Dạ Chú dạ. ơi tôi bao nhiêu năm nay á chú, tôi chỉ không mơ ước gì, tôi chỉ mơ ước cho gia đình họ biết, để cho con họ mất ngày nào tháng nào để cho họ biết vậy đó chú, cái cuộc đời tôi mơ ước nhiêu đó thôi, rồi sau này á tôi có mất tôi cũng tội nguyện á chú Dạ. à. Yeah. Rồi vậy nha cô nha, cái câu chuyện của cô thì con đã ghi nhận được rồi, để có gì có ai lên tiếng thì con báo cô sau nha. Chú ơi cảm ơn chú ngàn Dạ. lần nha chú. Dạ dạ, không có Dạ. gì cô, giờ con chào cô. Dạ 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 cảm ơn chú nhiều dạ lắm. dạ, dạ bye bye cô.